nếu như khách hàng nào mà thường xuyên xem những buổi báo giá trực tiếp trên livestream của em Lê Hương ô tô Hải Dương, và cũng như thường xuyên xem những buổi báo giá trong những bài review của em, thì các bác có thể thấy rằng là em Hương rất là may mắn. Vì sao em Hương lại luôn nhập được cho mình những chiếc xe Xpander đẹp đến vậy? Thì hôm nay đây, em Lê Hương ô tô Hải Dương lại về thêm được cho mình một chiếc xe Xpander đời 2019 số tự động, và đây là bản nhập khẩu đến từ Indonesia. Chiếc này là một chiếc một chủ từ mới nhá, một chủ tư nhân từ mới. Các bác nhìn cho em này, một trong những dòng xe bền bỉ, tiết kiệm. Vì sao lại nói như vậy? Vì một chiếc Xpander 7 chỗ ngồi nhưng chỉ với trang bị động cơ 1.5, đi thì rất là khỏe nhưng mà lại ăn rất là ít xăng luôn. Và bây giờ thì em xin mời toàn thể khách hàng nhà mình cùng em đi sâu hơn nữa vào khoang động cơ máy móc của chiếc Xpander màu trắng 7 chỗ ngồi số tự động này nhé. Với cái mặt ga lăng, các bác nhìn cho này, form dáng mới nhất này. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi khi ra mắt thị trường áp đảo tất cả những dòng xe 7 chỗ ngồi khác, làm cho những dòng xe khác bị chững lại luôn. Vì sao? Không chỉ những sở hữu cho mình một cái option đẹp là cái gì? Một cái option rất là nhiều những chức năng. Có thể nói em nó là có một tâm hồn đẹp và cũng có luôn cho mình một cái ngoại hình cực đẹp. Vì sao em lại nói như vậy? Các bác nhìn cho này, mặt ga lăng thiết kế cực kỳ to bản với đèn pha này. Các bác nhìn này, dải đèn pha sắc nét cho em như thế này. Cụm đèn pha phía dưới đây to đùng luôn. Cái này dùng để làm gì? Dùng để chiếu thẳng vào mắt những người mà mình ghét. Những người mà mình ghét, các bác nhìn thấy này, chiếu thẳng vào mắt họ, họ không thể nào mở mắt ra được. Đèn gầm vẫn có rồi, giải đèn ở trên cao và cụm đèn pha thì cực kỳ sắc nét cho em. Trang bị động cơ 1.5 nhưng cực kỳ khỏe luôn, nhưng mà rất bền bỉ. Một chiếc xe em có thể cam kết cho mình bao tết hãng toàn quốc, check cho mình không đâm đụng, không ngập nước, bao tết hãng luôn. Và bây giờ thì em xin mời toàn thể khách hàng đi cùng em sâu hơn nữa về khoang nội thất này, động cơ máy móc. Bây giờ em sẽ quay gầm bệ cho mình. Các bác nhìn cho em này, còn nguyên bút chấm sơn của nhà sản xuất này, là răng đa chấu thể thao đẹp, phanh nga BS chống bó cứng, xin nhan trên gương. Ôi, nó đẹp thật sự luôn, nó đẹp xuất sắc luôn. Những cái đường dập lổ, những cái đường uốn lượn của nhà sản xuất, các bác nhìn này, hình nào còn nguyên hình đấy nhá, bao test hãng cho mình. Và đây là một chiếc xe tư nhân một chủ này, xin nhan trên gương. Ốp mạ chrome cao cấp hết cho em ở cái phần lẹp chân kính này, gương kính liền đời theo xe, nút mở một chạm thông minh, tay nắm cửa. Táp ly thì không còn gì phải bàn cãi nữa rồi. Tất cả phần táp ly đây, hoa táp ly các bác nhìn này, những cái vân hoa này còn nguyên, không hề bị mòn bóng này. Đây là những cái đường may giả thôi. Táp ly là may giả ra, từng cái đường kim mũi chỉ này là giả nhưng nhìn rất thật, rất sống động luôn. Ở đây thì có phần cũng ốp mạ chrome cho em, và đây là phần ốp giả vân gỗ này. Tay nắm cửa sáng choang, đời 2019 mà, đây cũng vậy luôn nhé. Đây cũng là phần để cho em là nhựa cứng này. Có hộc để đồ cực to, để rượu, để nước cho em. Em quay cho mình, các bác nhìn này, các bác đi đâu mua được một chiếc xe lướt như thế này, đời 2019, một chủ tư nhân mà nó còn nguyên cho em bút chấm sơn, điều hòa. Không cần phải nói một chút nữa, em sẽ nói sâu hơn về option của em nó nhé. Em sẽ quay kỹ cho mình này. Móc chốt cửa này, từng con ốc còn nguyên đẹp cho em, không hề bị vặn xoáy này. Móc khóa cửa sáng choang, kệ bước chân lên xuống, ghế da zin, nội thất máy móc zin đét. Chiếc này đừng bàn về zin với em, vì em nó quá là zin rồi. Gương kính đèn đời theo xe, một tâm hồn đẹp và một ngoại hình đẹp. Đó chính là những điều mà em muốn nói về chiếc xe Xpander đời 2019 số tự động bản nhập Indonesia. Quá là chất lừ luôn. Khách nào mà thích dòng xe Xpander 7 chỗ ngồi, về chạy gia đình, chạy taxi, chạy dịch vụ quá là ok. Điều hòa 3-4 vùng, các bác nhìn cho em này. Ở hàng ghế nào thì cũng đều có điều hòa cho em nhé. Một hàng ghế này vùng này, bên đằng này cũng có luôn, và đằng bên bác tài cũng như là ghế phụ bên kia cũng có nhé. Các bác ngồi, các bác lóng lạnh, các bác tùy ý chỉnh cho mình, không phải liên quan đến ai. Rét thì mình chỉnh lên, nóng thì mình lại hạ xuống. La răng cực đẹp, hai bánh trước là phanh ABS, hai bánh sau là phanh tang trống này. Phía sau xe các bác nhìn cho em này, thiết kế đây, cụm đèn hậu phía sau thiết kế giống như chữ V, hai chiếc V nằm chéo như thế này. Có đèn báo rẽ trên cao, logo của nhà Mitsubishi đấy ạ. Cốp xe thì đây, khi các bác ngồi đủ 3 hàng ghế thì khoang cốp chừa lại nó sẽ còn là một cái khoảng vừa thôi, không quá là lý tưởng vì nó là xe 7 chỗ ngồi mà. Nhưng khi không ngồi hết hai hàng ghế phía sau thì nó là một cái khoang cốp cực kỳ lý tưởng, em có thể làm ngủ trên đây hai người lớn luôn. Và có kệ để nước bên đây cho mình, thiết kế cực kỳ tinh xảo luôn, thiết kế của gia đình đúng không ạ. Từng con ốc trên nắp capo em cũng quay cho mình.
phần gioăng cửa này các bác nhìn này, ôm hết phần gioăng cửa luôn, quá là xuất sắc luôn. Đây các bác nhìn này, từng con ốc này còn nguyên bút chấm sơn keo chỉ zin ở phần nắp cốp, một chủ từ mới. Đứng góc nghiêng như thế này để cho các bác nhìn thấy được về phần cái phần hình bên ngoài đây. Tất cả đường dập nổi bên đây cũng vậy luôn, rất là sắc nét luôn. La răng đẹp rồi, hàng ghế thì cực kỳ chất lượng cho em, ghế da zin. Có nhiều vùng điều hòa khác nhau các bác nhìn này. Trần thì đã bọc cho em nó cái ni lông rồi, rất là sạch đẹp luôn nhá. Nút mở một trạm thông minh, gương kính cụp chỉnh điện xi nhan trên gương. Táp ly cửa em không muốn quay đến nhưng em chỉ quay thả qua cho mình thôi vì nó quá là đẹp rồi. Em đã bao cam kết là zin đét mà, không đâm đụng, không ngập nước và bao tét hãng. Từng con ốc đây ạ. Và bây giờ thì em xin mời toàn thể khách hàng cùng em đi sâu hơn nữa này, các bác nhìn này. Wow, quá là chất lượng luôn. Hàng ghế thì rộng rãi cho em. Phần vô lăng thì còn rất là mới, vì có đời 2019 thì làm sao mà cũ được. Trên vô lăng có tổ hợp phím bấm nghe, gọi khẩu loại, khẩu lệnh nói này, tăng giảm này. Ga tay tự động cruise control, tức là gì? Tức là khi các bác đi trên đường cao tốc, các bác bật cho em ga tay tự động cruise control lên, nó sẽ là một lập trình cho mình một cái, lập trình cho mình một cái chế độ lái cực kỳ là nhàn chân luôn. Số tự động đẹp rồi. Và chiếc này có hỗ trợ cho em là gì được? Cân bằng điện tử này, có cân bằng điện tử nhá. Và có cho em là hỗ trợ chống trơn trượt đổ đèo khi các bác đi vào khu vực địa lý địa hình xấu này, trời mưa trơn bật chế độ này lên thì đi rất không bị vắng, không bị mất lái, đúng không ạ? Rất là an toàn luôn. Đầu đài nguyên bản theo xe, có hỗ trợ đầu DVD. Đầu đài như này thì hơi bé một chút. Có cổng sạc ở đây, các bác nhìn cho mày, có cổng sạc ở đây luôn nhá. Đó, hỗ trợ đầu DVD lấy gió trong ngoài, có đề lỗ thông minh. Nói tóm lại là một chiếc xe đời 2019 đến từ Indo này thì không thiếu một cái option nào. Bên trong đây thì cũng có cho em một cốc để đồ rất to, có một cái tẩu thuốc. Nhưng mà hơi tối, quay này hơi tối rồi. Thiết kế các bác nhìn cho em rất là sang chảnh luôn. Tay các bác nhìn cho em cái phần cần số tự động đây nhá. Đấy, rất là tiện này. Cái này cũng là có một cốp nhỏ để đồ cho mình này. Có cổng sạc 12V, sấy sưởi kính trong ngoài, điều hòa mát lạnh luôn. Mùa đông thì ấm áp mà mùa hè thì mát sâu ghế da đây. Quá quá là nhiều option đúng không ạ? Chống trơn trượt điện tử này. À, hỗ trợ cân bằng điện tử này, chống trơn trượt khi đổ đèo này, ga tay tự động cruise control này, đề lỗ thông minh. Rất rất là nhiều option luôn, nói hoài không hết. Và bây giờ thì em xin mời toàn thể khách hàng đi cùng em sâu hơn nữa, chi tiết hơn nữa về cái phần khoang động cơ máy móc của chiếc xe Xpander này nhá. Các bác nhìn này, vừa rồi em nói rồi, điều hòa 3-4 vùng nóng lạnh như thế này thì các bác ngồi ở vị trí nào cũng đều có gió mát cho mình. Em sẽ quay về phần khoang động cơ máy móc của chiếc Xpander cho các bác xem. Trời ơi, nó phải gọi là xuất sắc này. Bút chấm sơn con nào con đấy còn nguyên cho con ốc này. Phanh ABS chống bó cứng này. Zin đẹp đẹp, đẹp đẹp cho em luôn. Và vừa rồi thì em cũng chưa hề báo giá này. Giá khởi điểm cho em nó rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 555 triệu. Giá tam hoa luôn. Thảm chống nóng giảm nhiệt này, keo chỉ ghi nốt đinh tán này còn nguyên đẹp cho em. Quá là xuất sắc luôn. Bao tét hãng, tét tiền đen cho mình. Vừa rồi thì em đã quay một video chi tiết nhất về chiếc xe siêu phẩm bên em, Xpander đời 2019, trang bị động cơ 1.5 số tự động bản nhập Indonesia. Một chủ từ mới, một chủ từ tư nhân từ mới nhá. Giá chào bán là 555 triệu bao tiết hãng cho mình. Video của em đến đây là hết rồi. Mọi thông tin chi tiết các bác muốn xem video hay là muốn hỏi thêm về giá hay như nào thì các bác cứ liên hệ cho em qua số điện thoại 0354602790, qua số hotline và số Zalo em đều cùng số đấy nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu của em vào những video tiếp theo ạ. Xpander 555 triệu.